Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 12 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Yên Châu. Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Triển khai thử nghiệm mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em tại Mộc Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 12, gồm có các đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Văn Thu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Lò Thị Tuyên, giáo viên trường mầm non xã Trường Ơn huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Lường Mạnh Cường, giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở xã Nậm Ét huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Thảo A Súa, Bí thư chi đoàn bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Nhai. Do diễn biến của dịch COVID-19, hội nghị tiếp xúc cử tri được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Với chương trình hành động cụ thể, các ứng cử viên đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tham mưu xây dựng những chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, các chính sách hỗ trợ giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nuôi trồng thủy sản, đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Các cử tri bày tỏ nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn những ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có những đóng góp thiết thực trong việc tham mưu xây dựng các chính sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Quỳnh Nhai nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trong những năm tiếp theo. Thay mặt các ứng cử viên, đơn vị bầu cử số 12, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của cử tri huyện Quỳnh Nhai dành cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, nếu trúng cử sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phát huy năng lực trình độ trách nhiệm trong việc xây dựng những cơ chế chính sách, ban hành những nghị quyết của Hội đồng nhân dân, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo động lực để huyện Quỳnh Nhai phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong buổi sáng nay tại huyện Phú Yên cũng đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 17 bao gồm đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đàm Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hà Thị Yến, Phó Chánh Thanh tra huyện Phú Yên, đồng chí Đinh Thị Thoa, Chủ tịch Hội nông dân xã Huy Hạ, đồng chí Giàng A Trá, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Bon, huyện Phú Yên. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm huyện đến 16 xã trên địa bàn. Với chương trình hành động cụ thể và chi tiết, các ứng cử viên đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tham mưu xây dựng những chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, chính sách phát triển nguồn nhân lực, các chính sách hỗ trợ phụ nữ, học sinh vùng dân tộc thiểu số, quan tâm xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, thực hiện có hiệu quả việc đào tạo lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển du lịch phù hợp với lợi thế địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội. Các cử tri dự hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn và cởi mở, cử tri huyện Phú Yên mong muốn những ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có những đóng góp thiết thực trong việc tham mưu xây dựng các chính sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở huyện Phú Yên nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Vi Đức Thọ cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của những cử tri dành cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn nếu trúng cử sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phát huy năng lực trình độ trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng những cơ chế chính sách, ban hành những nghị quyết của Hội đồng nhân dân, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 9 cũng đã có cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại huyện Mường La. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 16 xã thị trấn của huyện. Đơn vị bầu cử số 9 huyện Mường La có 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La, đồng chí Hoàng Thị Hồng Liên,
Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quảng Thị Biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Dôn, huyện Mường La, đồng chí Lò Thị Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai, xã Triềng Muôn, huyện Mường La, đồng chí Quảng Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Lao, huyện Mường La, đồng chí Lò Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, huyện Mường La, đồng chí Lại Huy Xính, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Nậm Păm, huyện Mường La. Tại hội nghị, sau khi giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Nếu được trúng cử sẽ phát huy năng lực, tâm huyết, thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi, sâu sát, luôn trân trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri theo quy định. Với chương trình hành động cụ thể, các ứng cử viên đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tham mưu xây dựng những chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, các chính sách hỗ trợ phụ nữ, học sinh, dân tộc thiểu số, phát triển các nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các sản phẩm nông sản đặc trưng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con. Các cử tri dự hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn những ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có những đóng góp thiết thực trong việc tham mưu xây dựng các chính sách góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 tại huyện Thuận Châu để vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến cử tri tại điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn. Danh sách đại biểu vận động ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 5 tại huyện Thuận Châu gồm 8 ứng cử viên là đồng chí Nguyễn Minh Tiến, bí thư huyện ủy Thuận Châu, đại tá Vì Quyền Trứ, phó giám đốc công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Thuận Châu, đồng chí Trần Gia Kiên, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Thuận Châu, đồng chí Quang Thị Bưu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phổng Lái huyện Thuận Châu, đồng chí Trá Chua Và, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pá Lông huyện Thuận Châu, đồng chí Lò Thị Bông, giáo viên trường mầm non mùng 2 tháng 9, xã Bó 10, huyện Thuận Châu. Phát biểu trước cử tri, những đại biểu ứng cử đều khẳng định sẽ nguyện đem hết năng lực tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu trong công cuộc xây dựng quê hương, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, lắng nghe nguyện vọng ý kiến của cử tri, tham gia các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh là cầu nối đưa nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thông qua hình thức trực tuyến, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được trao đổi với cử tri về chương trình hành động của mình để cử tri lựa chọn gửi gắm lá phiếu của mình cho đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới. Ngày 11 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lóng Sập, xã Trường Sơn và Trường Khừa tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, bao gồm xã Lóng Sập, xã Trường Sơn và xã Trường Khừa. Các ứng cử viên cũng đã thông qua chương trình hành động của mình, trong đó đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Các cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và kiến nghị những vấn đề trọng tâm như bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tìm đầu ra cho sản phẩm cây ăn quả, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, không truyền học đạo, không xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo các chính sách xã hội cho người có công, người nghèo, người khuyết tật. Thông qua tiếp xúc cử tri đã tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được trao đổi với người dân về những dự định kế hoạch của mình trên lĩnh vực công tác, từ đó giúp cử tri cân nhắc lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 11 tháng 5, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Yên Châu về công tác lãnh đạo chỉ đạo bầu cử và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, huyện Yên Châu đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, huyện Yên Châu đã niêm yết được 53.304 cử tri và vẫn đang tập trung rà soát, cập nhật danh sách cử tri,
niêm yết danh sách tại trụ sở xã và tại các khu vực bỏ phiếu, in phiếu bầu cử và cấp phát thẻ cử tri đảm bảo quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Châu đã thành lập tổ truy vết, thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2 trên địa bàn huyện, thành lập các tổ COVID cộng đồng, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà để điều tra, rà soát người đi từ vùng dịch về, thành lập các cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 tại các xã Triềng Khoi, Lóng Phiêng, Triềng Tương, Phiêng Khoài, Triềng On. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đề nghị huyện Yên Châu tiếp tục khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử, nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau bầu cử, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời có các phương án, kịch bản ứng phó với các sự việc có thể phát sinh trước tình hình dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp với các đồn biên phòng, trạm kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa nguồn lây vào địa bàn. Cũng trong chuyến công tác tại huyện Yên Châu, đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra, thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 tại đồn biên phòng Triềng On, huyện Yên Châu. Đồn biên phòng Triềng On quản lý bảo vệ 30,442 km đường biên giới, 17 vị trí, 18 mốc quốc giới, từ mốc 220 đến 236, tiếp giáp với 14 bản của huyện Siêng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, một cặp cửa khẩu phụ Nà Cài Việt Nam và Sốp Đung Lào. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các nước trong khu vực và nước bạn có chung đường biên giới diễn biến hết sức phức tạp, đơn vị đã tập trung triển khai kiểm soát, ngăn chặn tại 2 chốt cố định, 5 chốt khung nhà thép, một lán tạm thời kiểm soát, ngăn chặn, một tổ kiểm soát lưu động và một đội cơ động xử lý tình huống chống dịch COVID-19. Kết quả đã triển khai 896 lượt tổ, 3.022 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ chống dịch. Trong 5 tháng đã phát hiện, cách ly ngăn chặn 5 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra thực tế tại đồn biên phòng Triềng On và các chốt kiểm soát Suối Cút, chốt 2 thuộc đồn biên phòng Triềng On, huyện Yên Châu, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của cán bộ chiến sĩ trong việc kiểm soát chặt chẽ tình hình trong khu vực, không để xảy ra trường hợp nào vượt biên trái phép. Tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chia sẻ những khó khăn và mong muốn đồn biên phòng Triềng On tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là kiểm soát tốt khu vực biên giới, không để người dân vượt biên trái phép, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho bà con nhân dân khu vực biên giới, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới và đoàn kết cùng cấp ủy chính quyền tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Liên tục những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ghi nhận trên một số tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư cho thấy người dân địa phương đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm quy định. Trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 5, tổ công tác đã nhắc nhở hàng chục trường hợp thực hiện đeo khẩu trang không đúng quy định, không đúng cách. Riêng 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định đã bị lực lượng chức năng xử phạt, tổng số tiền phạt là 4 triệu đồng. Trong những ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Mường Giàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng mở các đợt kiểm tra lưu động, tăng cường kiểm tra nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Từ tháng 8 năm 2020 tới tháng 5 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 2 đơn vị trường học triển khai thử nghiệm mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh sinh viên Việt Nam. Đó là trường tiểu học và trung học cơ sở Tây Tiến, huyện Mộc Châu và trường tiểu học và trung học cơ sở Tôm Múa, huyện Vân Hồ. Mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh sinh viên Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao vụ giáo dục thể chất chủ trì triển khai. Mô hình được thực hiện tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái khác nhau, trong đó có tỉnh Sơn La. Các hoạt động của mô hình gồm điều tra khảo sát ban đầu, tập huấn nâng cao năng lực về tổ chức bữa ăn, xây dựng thực đơn cho nhân viên bếp và cán bộ phụ trách bữa ăn bán trú, hoạt động đào tạo bồi dưỡng, truyền thông nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho cán bộ và nhân viên trường,
hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho trẻ nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, hành vi, can thiệp thực đơn bữa ăn, học đường và bài tập trò chơi nâng cao thể lực, góp phần quan trọng trong việc cải thiện tầm vóc, thể lực người Việt. Sau một thời gian thực hiện thì chúng tôi thấy là có được những cái hiệu quả rất là thiết thực, cụ thể như là đã nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng hợp lý, cũng như là hoạt động thể lực phù hợp đối với cán bộ quản lý giáo dục, đối với các nhà giáo, với học sinh và cha mẹ học sinh nhằm dự phòng các cái bệnh không lây nhiễm. Tiếp theo nữa là thực hiện được cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực phù hợp đối với các em học sinh. Kết quả của nghiên cứu từ mô hình điểm sẽ được sử dụng làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng luật về dinh dưỡng học đường, hiện thực hóa một trong những nội dung quan trọng của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, góp phần nuôi dưỡng, cải thiện tầm vóc, sức khỏe và trí tuệ thế hệ tương lai. Thưa quý vị và các bạn, bệnh thalassemia hay còn gọi là tan máu bẩm sinh, thời gian qua tỉnh Sơn La đã có những nỗ lực rất lớn trong việc khám và điều trị cải thiện cuộc sống của những bệnh nhân thalassemia. Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh trung bình mỗi tháng tiếp nhận điều trị cho khoảng 70 bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh. Các em chủ yếu trong độ tuổi từ 0 đến 10 tuổi. Em bé này được gia đình phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc 4 tháng tuổi. Từ đó đến nay, tuổi thơ của em gắn liền với bệnh viện, với những bịch truyền đầy máu. Sinh con ra thì cái con bị bệnh như thế này thì đối với người mẹ thì rất buồn và lo sau này tương lai của con mình. Những đứa trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh càng lớn càng có biểu hiện rõ ràng như đầu to, mũi tẹt, trán rô, da vàng, xanh xao, cơ thể gầy gò, bụng to, gan, lá lách to. Cậu bé này đã được phát hiện tan máu bẩm sinh từ lúc 8 tháng tuổi. Đều đặn mỗi tháng một lần, cậu lại được mẹ đưa đến bệnh viện để truyền máu. Đây cũng là cách duy nhất để cậu bé này có thể vui chơi, hoạt bát như những đứa trẻ bình thường. Từ lúc phát hiện được cháu được 8 tháng thì bắt đầu đi truyền. Thỉnh thoảng cháu cũng hay ốm, sốt, ho. Nếu mà không phát hiện ra sớm thì con có thể bị yếu hơn. Thalassemia hay còn gọi là tan máu bẩm sinh là bệnh do tan máu di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, nên bệnh nhân phải truyền máu suốt đời. Riêng tại Sơn La, dân tộc Sinh Mun có tỷ lệ mang gen rất cao, lên tới 80%. Với những gia đình mà có con mắc bệnh thalassemia thì thứ nhất là em bé sẽ được bố mẹ đưa đến viện để truyền máu theo đúng định kỳ. Việc truyền máu đúng kỳ hạn sẽ giúp em bé có thể phát triển khỏe mạnh và gần như là có thể tham gia các hoạt động bình thường. Bệnh tan máu bẩm sinh không thể chữa khỏi nhưng có thể phòng bệnh hiệu quả từ 90 đến 95%. Bằng các biện pháp như khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Để ngăn ngừa được cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị mắc thalassemia trước Tết là phải có cái chẩn đoán trước sinh tốt. Đấy. Các ông bố bà mẹ mà có nguy cơ hoặc là những ông bố bà mẹ mà mang gen thì nên được chẩn đoán trước sinh để hạn chế những em bé chào đời mà đã mắc bệnh. Còn khi đã chào đời đã mắc bệnh thì phải hạn chế cho những bạn tiếp theo. Hưởng ứng 35 năm ngày Thalassemia Thế giới, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, gia đình và cộng đồng xã hội về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tư vấn, tầm soát, chuẩn đoán và điều trị sớm bệnh trước sinh và sơ sinh, từ đó giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn. Chương trình Thời sự trưa nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, độ ẩm 40-95%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 22-35 độ, thành phố Sơn La 21-35 độ, Mường La 22-39 độ, Mai Sơn 21-35 độ, Yên Châu 24-38 độ, Sông Mã 22-37 độ, Bắc Yên 23-35 độ, Phú Yên 24-39 độ, Mộc Châu 21-32 độ, Sốp Cộp 22-37 độ, Vân Hồ 21-32 độ, Thuận Châu 22-35 độ.